Ok, và trước khi video này thì mình xin giới thiệu các bạn một tựa game, đó chính là I'm a Hero. Và thật ra thì đến cả mình cũng nghiền nữa. Thì trò chơi này cũng rất là đơn giản, nhiệm vụ của các bạn đó chính là siêu tầm những con tướng. Và sau khi các bạn siêu tầm chúng thì các bạn hãy cùng tăng cấp cho chúng để tăng lên gọi là phòng thủ, tấn công và máu. Và trang bị cho chúng những gọi là trang phục cực kỳ mạnh mẽ. Và sau khi bạn trang bị cho những con tướng xong, bạn hãy cùng đi đem những con tướng ra chiến đấu bên địch. À, ai da, nhầm lén mình kiểu ok, giết nó, giết. Trời đất ơi, giống mình lén tôi hả? Này dám hả? Trời, bên mình quá mạnh các bạn, đâu quá đơn giản luôn á. Và trò này có một cái hay là chính là sau khi bạn gọi là tắt máy chơi game mà sáng ngày mai mà bật lại, bam, cái gì đây đúng tiền. Thì trò này khá là hay là trên này, sau khi các bạn chơi xong một ngày thì các bạn tắt máy tới ngày mai thì các bạn sẽ nhận một đống tiền, chỉ cần việc bạn treo game thôi. Wow, cần treo game thôi mà các bạn gọi là cũng có một đống tiền sao? Đấy, thì các bạn cũng đừng quên chơi trò chơi này và cùng gọi là trở thành những siêu anh hùng giống như Hello Team nha. Nhá. Ô trời, các bạn ơi, nhìn nè, wow, một cái tổ ong siêu to khổng lồ lắm các bạn ơi, để mình vô thử nha các bạn. Để coi có gì không nha. Trời đất ơi, bên trong cái tổ ong siêu to khổng lồ này là một đống con ong khác luôn các bạn ơi, một đống tổ ong khác luôn nè. Wow, chỗ nó ra kìa. Wow, đã quá các bạn ơi. Wow. Cảm ơn ơi, trời hôm nay em có rất là nhiều hoa đẹp luôn. Hoàng hoàng các bạn ơi, chị không đang làm gì vậy? Cái hiện tượng gì mà trộng mặt lên trời làm gì vậy? Mình tới gần quay. Ồ, có gì rơi xuống kìa các bạn. Ủa, đây là mật ong mà. Ủa, đây là tổ ong mà. Ủa, chị không đang làm gì vậy? Ủa, tôi coi. 3, 2, 1. Cái gì đấy? Trời đất ơi, Ekamoi, chị đang làm gì mà cái người chị như này nè. Ủa sao ngọt vậy? Ủa ngọt thật. Ủa bà làm gì vậy? Trời gì bà hứng mặt lên trời mà gì tới ăn mật ong vậy? Trời đất ơi. Ủa mật ong thiên nhiên nguyên chất em hiểu không? Đây là cái thứ mà cả hàng vạn người ước ao không được ăn đấy. Trời đất ơi. Ủa từ khi nào chị thích mật ong vậy? Ui trời, con ong ra kìa. Quá, em không thích mật ong à? Mật ong ngọt ơi là ngọt luôn á. Ồ, thì ra mấy bữa nay Camui rất thích ăn mật ong, với lại thích mấy con ong đúng không? Đúng rồi. Ồ, thì ok các bạn, hiện tại Camui đang rất là cuồng mật ong các bạn ơi. Nhìn mấy bè ong này, trời nó ui, nó gọi là thu hoạch mật xong rồi nó bay vào tổ liền luôn. Trời đúng là những con ong chăm chỉ. Trời đất ơi, nói xong rồi Camui vẫn còn hất mặt lên đây gọi là để ăn mật ong các bạn. Ok Camui, em có cái thử thách này dành cho chị, để chị cũng muốn thử thách với em không? Thử thách gì? Hôm nay bất kỳ thử thách gì cũng không bằng cái mật ong. Thì nó sẽ liên quan đến mật ong. Hôm nay chị và em sẽ solo trở thành nữ hoàng ong chúa. Đó, nghe lạ không? Nghe lạ không? Nữ hoàng ong chúa. Đúng rồi. Thì tức là ăn nhiều mật ong thì sẽ biến thành ong chứ hả? Không, trời ơi, không phải. Tức là chị và em sẽ cùng gọi là build một cái tổ ong rất là to, và làm sao để thu hút những con ong này. Và ai gọi là thu hút nhiều con ong nhất thì người đó sẽ được có biệt danh gọi là nữ hoàng ong chúa, được không? Wow, được luôn, ok. Ok, cái ong sẽ giúp chị thay. Trời ơi, tự tin quá. Ok các bạn, bây giờ mình với chị Camu sẽ thử thách ai sẽ trở thành nữ hoàng ong chúa bằng cách gọi là build tổ ong đẹp nhất nha. Ok, let's go. Ok các bạn, đó, mình với chị Camui đã gọi là cùng nhau dựng tới một cái chỗ rất là đẹp đó các bạn, mà có cả dân làng nữa. Ok được rồi, Camui chị đã có ý tưởng xây gọi là một cái tổ ong siêu xinh đẹp để thu hút những con ong không? Tất nhiên là có rồi, em nghĩ thì một nghĩ phát ra luôn á. Ok ta, ok các bạn, bây giờ mình sẽ build nó ở đây nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ làm nền cho mình á, là cái tổ ong này nè, đó các bạn thấy không? Nó rất là đẹp luôn, nên mình sẽ xây mẫu nhưng mà phiên bản siêu to khổng lồ nha các bạn. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ xây nó ở đây đi ha. Đấy, đó, mình sẽ build nó như thế này. Nâu ở dưới nha, tức là cái vòng viền đó các bạn ơi. Đấy, ok thì. Ủa Camui, cái tổ ong thì liên quan với cái cục cờ đó, chạy sao chị build cục cờ vậy cháy? Trời đất ơi. Việc thật là Bui, cái con bé này. Bui đi, Bui đi. Trời em Bui nè, trời đất ơi. Em thấy là lạ thôi, tự nhiên ai đi build cục cờ bây giờ. Hơi kỳ thôi, hỏi chơi thôi, trời đất ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ build gọi là cái này là ba cái nha các bạn. Đấy, cho nó là đẹp các bạn ơi. Đấy, tan tan tan, không biết có dùng có đẹp không nhưng mà thôi, cái này được rồi. Đấy, cái này build rất là đơn giản, nếu bạn nào thích thì các bạn thì build theo mình đấy, bởi vì nó rất là đơn giản. Mình chả biết nữa. Ok, đấy, sau khi các bạn build xong cái này nha các bạn, lấp cho mình thêm một cái gọi là cái màu nâu này nữa. Đấy, nó cho nó tràn viền xíu. Đấy, nó cũng, và các bạn cứ nhân đôi lên thì cái này có bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4 thì các bạn build cho mình 4 cái luôn nha các bạn. Đấy,
Ok, đấy, ui 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 đó. Rồi đấy, đó, thế là mình đã xong một cái là ngăn ô của con ong rồi. Bây giờ mình chỉ cần búng tay một cái thôi thì nó gọi là nó có bốn ngăn các bạn đi đâu. Ok các bạn nhìn nhá. 1 2 3. Piu! Đó các bạn thấy không? Trời đất ơi, tôi nói cái tôi xong bốn cái luôn. Đó rất là ghê luôn. Ok thì bây giờ việc của mình sẽ gọi là đánh bóng cho gọi là cái tổ ong nó đẹp như kiểu cái này các bạn ơi. Đó thì còn nó cũng rất là nhiều lỗ luôn các bạn. Đấy để cho mấy con ong nó bay lượn. Đấy thì mình cũng không biết nên làm như nào nhưng mình sẽ làm thử nhé các bạn. Đấy thì mình sẽ cho nó gọi là sáng tối nhìn nó rất là nghệ thuật các bạn ơi. Không biết nó có nghệ thuật như trong gì như gọi là cái tổ phần ong không nhưng mà mình cứ làm thử nha các bạn. Ok thì cái chỗ này nó sẽ có phần sáng nè đấy. Đấy các bạn thấy không? Nó mình cũng mình làm theo thôi. Đấy và sau đây mình sẽ dùng cái phần màu cam này sẽ đánh bóng cho cái tổ ong nhìn cho nó kiểu nghệ thuật. Mà không biết nó có nghệ thuật không nhưng mà cứ đánh thử đấy. Kiểu như các bạn vẽ tranh đó các bạn, mình thì mình thấy cái gì đẹp mình quẹt lên như mấy bức tranh nghệ thuật đó các bạn. Oh my god. Thế ra mình chỉ cần lấy cái màu gọi là gì ta, vàng đậm này thì nó sẽ làm cho cái tổ ong mình nó được hơn nhở. Để mình sửa lại hết coi các bạn. Đôi lúc chúng ta làm mọi thứ nó rối hơn nhưng mà đôi lúc chúng ta chỉ cần làm nó đơn giản được mà đúng không? Thế này được hơn á. Ủa sao nãy chị mình không làm nhở? Ôi giời, nãy chị Simi nó làm cho nó phiền phức lên các bạn ơi. Khổ Simi thật sự luôn các bạn ơi. Mình đang tự nói mình đó các bạn. Nên các bạn kệ đi. Ok. Đấy nó được đơn giản một chút. Hả? Đơn giản mà các bạn. Đấy rất là đơn giản luôn. Ok giờ tôi sẽ làm cho nó đơn giản thôi. Chứ đừng có phiền phức quá. Nhìn nó không ra cái tổ ong nó ra cái tổ khác nữa. Ra tổ kiến hay tổ gì ta. Tổ châu chấu hay là cào cào nó chết nữa. Đấy. Ok một con nó đơn giản không đơn giản. Chứ từ nãy giờ chị nghe em nói là chị cảm thấy nó không đơn giản chỗ nào luôn á. Nói chung là em là con người khiến cho mọi thứ đơn giản. Nhưng mà sao nó không đơn giản cho nó thành phiền phức luôn á. Đấy. Nên chị thông cảm cho em. Đấy ok. Ui. Thấy chưa? Nói đơn giản. Nói đơn giản xong mưa luôn. Đấy khả năng siêu đặc biệt của nhiều CV các bạn ơi. Nói đơn giản cái thành mưa luôn. Đấy ghê chưa? Nó phải trời muốn mưa luôn á. Đấy trời nó mưa nó kiểu trời mà im giúp tao cái trời mà nó nhiều quá. Trời ơi kiểu vậy các bạn không? Nói gì nhiều vậy? Trời đất ơi, nói từ hôm nay đến ngày mai chung hết luôn. Đấy kiểu người ta kiểu mặt trời người ta thấy dễ luôn các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không? Đó mật ong đang chạy gọi là đấy, nó gọi là một cái tổ ong rất là nhớt nhát và rất là hấp dẫn các bạn, bắt mắt cực kỳ luôn. Đấy, mật ong chảy gọi là khắp nơi. Đấy, nhìn rất là ngọt ngào các bạn, rất là sweet luôn. Ô, như trời sắp tối chị Cẩm ơi, chậm thời gian giúp em đó chị Cẩm ơi. 5.000 đô một lần chảy. Gì cái ấy, gì một lần 5.000 đô luôn vậy. Và đổi này là chuyên gia 5.000 đô nha. Các bạn mua rẻ luôn đấy. Ok, các bạn cho chị Uy được chân là cam mua 5.000 đô nha. Bởi vì cam mua lúc nào vậy đâu cũng 5.000 đô hết trơn á. Đấy. Đấy, cho các bạn thấy không, nó rất là nghe cái tiếng nó nhấp nhấp kìa, nó vui tai rồi á. Ok, bây giờ mình sẽ bấm cái từ honey, nó sẽ cho mình thêm một cái này nữa nè. Nên mà cái này thì mình sẽ ở dưới đất chứ mình không để ở trên đâu. Nó sẽ rất là rối. Đấy. Đó, chan chan, trời cái tổ mực ong nhìn nó cuốn hút gì đâu á các bạn ơi, nhìn mà muốn cắn rồi các bạn, nhìn muốn cắn luôn á. Đấy ok, bây giờ mình sẽ cho một cái gì ta, một cái đường đi ra. Và thì bây giờ mình sẽ cần một loại gỗ, thì một loại gỗ rất là đơn giản thôi. Đấy, nhìn cho nó gọi là đừng quá phô trương, ông phô trương thì người ta bảo mình dễ dãi quá rồi ông. Đấy, mà khó khăn quá thì người ta không thích, mình cũng không biết nói gì luôn. Đấy. Ủa rốt cuộc tôi nói ra làm gì trời ơi, bỏ qua đi các bạn. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ trang trí cho nó gọi là đây, cho nó gọi là bình xíu đấy, nhìn cho nó gọi là hấp dẫn cái. Nó nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy không, nó nhìn rất là cuồng khóc luôn các bạn. Đấy, trời ơi, nhìn này, nhìn là muốn cắn rồi các bạn ơi, thấy không. Đấy, trời ơi, hấp dẫn cực kỳ luôn. Ôi, đó, có cái lỗ này thì gọi là mấy con ong nó sẽ gọi dễ dàng gọi là gì ta, dễ dàng gọi là thở hơn. Đấy thì mình cũng sẽ tương tự mấy chỗ khác luôn. Đấy, đó. Bây giờ mình sẽ cho thêm cái ống này nữa. Trời, các bạn thấy cái nhà ong nào mà nó thoáng khí như cái nhà chỗ mình không? Đấy, rất là mát mẻ mà còn rất là tiện lợi nữa. Đấy. Đó, thấy chưa? Rồi, wow, trời các bạn đâu. Đây chính là cái tổ ong của mình. Dù nó không cái giống bạn gốc cho lắm nhưng mà thôi, thế này cũng được rồi. Ok, thì việc tiếp theo của mình đó chính là gọi là gì ta, đặt những bông hoa siêu gọi là xinh đẹp ra. Đấy, cho cái tổ ong mình nó hấp dẫn hơn. Ok, đấy. Ủa Camui sao lại chị im lặng nhỉ? Alo, đâu rồi?
chị đang đi chăm cây. À ok, cô đang chăm cây. Cái nàng này nè, thấy rất là khổ quá à. Trời đất ơi, bà bia xong rồi bà đặt nước bà ra chăm cây đó các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không, nó rất là nhiều hoa luôn. Và một cái trick này mà sẽ chỉ các bạn gọi là làm sao để trồng cái cây siêu to khổng lồ, thì việc đầu tiên các bạn đó chính là đặt bố cái giống cây như thế này. Đấy, và các bạn hãy dùng cái gọi là cái phân bón này, các bạn chỉ cần cất cho mình đó. Trời ơi, nó mọc cao không, hay không, hay không đó. Đấy, thì dành cho những bạn nào không biết thì các bạn có thể áp dụng để xây một gọi là build một cây siêu to khổng lồ nhé các bạn. Và việc của mình bây giờ chỉ cần đặt những cái đuốc ở trên mấy cái bậc này này, đấy cho nó sáng. Đấy các bạn thấy không, đó, trời nó sáng trưng cái chỗ này luôn các bạn. Đấy, wow, hấp dẫn các bạn ơi, trời ơi. Đó, làm sao cái tổ ong của mình có thể thua kém được đúng không các bạn. Đấy, và bên trong thì mình sẽ đặt một chút gọi là cái gì ta, đồ hấp dẫn xíu. Ui, có cái gọi là đồ ong này này các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái này nè, nó cho mấy con ong nó thích, thích thú một chút. Đấy, thế gì bằng vào là mấy con ong nó thích liền à. Chắc là mấy cái quả mật ong này, đấy, mấy cái gọi là cục mật ong này nè. Đấy, mấy con ong rất là thích luôn, cực kỳ thích luôn các bạn ơi. Đấy, nhạy nhạy. Nó cứ nhìn nghe nó hơi nhức nhác, nhưng mà thôi mấy con ong nó thích là biết sao giờ. Đấy, ok các bạn thấy không, bên trong và bên đây là bên trong của gọi là cái nhà ong, và bên ngoài thì các bạn ơi, đấy, trời, nó còn nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đó, mình không biết nó có đẹp không, thì các bạn thấy đẹp thì các bạn đừng quên bình luận nha. Ok, còn bây giờ việc của mình đó chính là thả những con ong này ra để coi nó có thích gọi là cái chỗ này của mình không nha các bạn. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ thả ra nha. Đó, các bạn thấy không? Đấy, đó, mấy bé ong đang ngồi thích nghi kìa. Trời, mấy bé đang ngồi ăn gì ta, đang ăn hoa và hút những cái mật thật là ngon để bỏ vào tổ này. Đấy, trời ơi, nhìn chăm chị kìa. Wow, để đứng trên này xem được rồi. Đó, nhìn hay không các bạn? Đó, ngoài mấy con ong kìa. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là hay luôn. Ôi, nó bay vô, nó có, ôi, nó bay vô tổ kìa. Đó, thì hiện tại nó đang gọi là gì ta, nó đang thu mật. Đấy, các bạn thấy không? Đổ lại, mưa tiếp, gót chê. Oh my god. Đấy, thì các bạn thấy hay không? Đó, trời ơi, rất là cưng luôn. Đó, ok, bây giờ mình sẽ bay ra ngoài để các bạn xem tổng thể nha. Này, đó, rất là đẹp luôn. Mà mình không biết cô đẹp, mình biết khoe đẹp hoài, nhưng mà mình thấy nó đẹp thôi đấy. Đó, thì ok các bạn, thì đây chính là tác phẩm gọi là nhà ong của mèo Simi. Đó, các bạn chấm bao nhiêu điện từ các bạn, đừng quên bình luận phía dưới mình biết nha. Còn cam... Hello bé. Ủa, cam ơi, chị có thể giải thích cho em cái này là cái gì không hả? Nhìn không hiểu lắm. Em không biết cái này hả? Em không có biết. Ủa, cái này là cái gì kỳ vậy các bạn, mình mới thấy lần đầu luôn á. Cái này là cái gì vậy cam? Nhưng mà chị đảm bảo các bạn fan của em biết luôn cái này á. Oh, đó chính là các bạn để lấy mật ong của người ta nuôi mật nuôi ong á, những người nuôi ong sẽ xây mật ong này. Hay dữ ta, tức là gọi là nuôi ong một cách gọi là gì ta, công nghiệp đúng không? Đúng rồi, nuôi ong kiểu công nghiệp á. Okay, còn ong của mình là nuôi một cách rất là tự nhiên đấy, không biết các bạn thấy như nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới mình biết nha. Ok các bạn, thì video gọi là của mình như thế này thôi, thì các bạn thấy gọi là như nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Và các bạn thấy gọi là tổ ong nào đẹp nhất thì các bạn cũng đừng quên trao danh hiệu cho gọi là nữ hoàng ong chúa cho tụi mình nha. Ai, và các bạn đừng quên chấm điểm cho mình biết nha, mình với chị âm ơi, ai sẽ là người gọi là có tổ ong đẹp nhất thì gấp sau. À, và ngay là các bạn đang trong kỳ thi học kỳ đúng không, thì chúc các bạn có một kỳ thi thật là tốt đẹp nha. Ok, bây giờ thì bye bye bạn, và chúc một ngày thật tốt đẹp. Bye bye, à nhá.